cơ quan sinh sản của phụ nữ bao gồm âm đạo cổ tử cung tử cung ống dẫn trứng và buồng trứng trong quá trình quan hệ giữa nam và nữ tinh dịch đi vào âm đạo thông qua quá trình xuất tinh tinh dịch chứa hàng chục triệu tinh trùng từ âm đạo tinh trùng có thể đi qua cổ tử cung tử cung và ống dẫn trứng để thụ tinh với trứng trong cơ thể người nữ trứng đã thụ tinh bắt đầu phát triển thành phôi và hình thành thai nhi mũ chụp cổ tử cung là một hình thức kiểm soát sinh sản giúp tránh thai tạm thời và có thể tái sử dụng Chúng được làm từ cao su mềm dẻo và có hình dạng giống như chiếc mũ thủy thủ, với một phần vòm và dây kéo để dễ dàng tháo ra. Phần viền xung quanh vòm Có một bên ngắn và một bên dài. Mũ chuột cổ tử cung nên sử dụng kèm với chất diệt tinh trùng để tăng hiệu quả. phụ nữ đặt mũ chụp cổ tử cung vào âm đạo, trước khi quan hệ để ngăn chặn quá trình thụ tinh. Vòm của mũ chụp sẽ bao phủ cổ tử cung, ngăn tinh trùng không thể di chuyển vào tử cung. Chất diệt tinh trùng trên mũ chụp sẽ tiêu diệt tinh trùng khi chúng tiếp xúc với mũ. Một số điều cần lưu ý trước khi sử dụng mũ chụp cổ tử cung không nên sử dụng nếu bạn đã sinh con, trong vòng 8 đến 10 tuần. Vừa sảy thai hoặc phá thai trong vòng 6 tuần. Vì trong thời gian này, cổ tử cung thường lớn hơn và dễ dẫn đến mang thai. Không nên sử dụng mũ chụp cổ tử cung trong thời kỳ kinh nguyệt, vì chúng có thể ngăn cản quá trình thoát máu từ tử cung. Ngoài ra, không sử dụng mũ chụp nếu bạn đang bị nhiễm trùng hoặc có vấn đề sức khỏe liên quan đến tử cung cổ tử cung hoặc âm đạo không nên tái sử dụng nếu mũ chụp bị rách hoặc hư hỏng để sử dụng mũ chụp cổ tử cung hãy rửa tay sạch sẽ và lấy mũ chụp ra khỏi hộp bôi một phần tư thìa cà phê chất diệt tinh trùng vào bên trong vòm phủ bên ngoài viền mũ chụp sau đó bôi thêm một phần hai thìa cà phê chất diệt tinh trùng vào rãnh giữa vòm và viền ngoài. Tiếp theo, chọn tư thế thích hợp để bắt đầu đặt mũ chụp, như nằm ngửa với đầu gối gập hoặc ngồi xổng với hai chân trên sàn hoặc đứng với một chân trên ghế. Đưa ngón trỏ và ngón giữa vào âm đạo để xác định vị trí cổ tử cung. Tiếp theo bóp nhẹ mũ chụp cổ tử cung với phần vòm hướng ra ngoài âm đạo đưa mũ chụp vào âm đạo với phần viền dài vào trước sử dụng một hoặc hai ngón tay để đẩy mũ vào sâu hết mức có thể kiểm tra bằng ngón tay để đảm bảo mũ chụp đã bao phủ hoàn toàn cổ tử cung mũ chụp cổ tử cung có thể đặt trong âm đạo lên đến 48 giờ. Hãy chờ ít nhất 6 giờ sau lần quan hệ cuối cùng, trước khi tháo mũ. Để tháo mũ, hãy ngồi xổm với hai chân trên sàn, đưa ngón tay vào âm đạo, để tìm dây kéo trên vò mũ chụp. Đẩy vòm mũ nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, để phá vỡ lực hút giữa mũ chụp và cổ tử cung sau đó vòng ngón tay qua dây kéo và nhẹ nhàng kéo mũ ra ngoài sau khi tháo mũ rửa mũ bằng xà phòng và nước sạch rồi để khô tự nhiên sau đó có thể tái sử dụng mũ chụp mũ chụp cổ tử cung có hiệu quả ngừa thai cao nhất đối với những phụ nữ chưa từng mang thai hoặc chưa từng sinh con qua đường âm đạo nếu sử dụng đúng cách mỗi lần quan hệ mũ chụp cổ tử cung có thể đạt hiệu quả tránh thai lên đến 96%. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, hiệu quả tránh thai của mũ chụp khoảng 92%.